Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên khóa 68 năm 2023. 80 học viên là cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và có hệ thống về nhà nước, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước, về công vụ, công chức, về đạo đức công vụ, thủ tục hành chính, về quản lý hồ sơ, vân vân. Dự kiến khóa học diễn ra trong 4 tuần.